Thưa quý vị, cử tri huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai phản ánh, đoạn đường 767 có 3 đoạn thường xuyên bị ngập úng khi trời mưa. Cụ thể, đoạn gần cầu Đá Bàn, đoạn cổng trường Trung học cơ sở Vĩnh Tân, đoạn km 9 500 gây ảnh hưởng đến giao thông và đời sống nhân dân. Cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo cơ quan chuyên môn giải quyết tình trạng trên. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai cho biết dự án đầu tư hệ thống thoát nước hai bên tuyến đường DT767 khoảng từ km số 11 cộng 346 cầu Đá Kè đến km số 12 cộng 500 chợ Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Hiện nay đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp. Dự kiến trong tháng 10 2023 sẽ khởi công dự án. Đối với đoạn cổng trường, trung học cơ sở Vĩnh Tân, đoạn km số 9 cộng 500. Sở Giao thông Vận tải ghi nhận ý kiến của cử tri. Trong thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các sở ngành liên quan, kiểm tra thực tế, hiện trạng, làm cơ sở báo cáo, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh về chủ trương sửa chữa đột xuất trong năm 2024. Cử tri thành phố Biên Hòa đề nghị tỉnh Đồng Nai quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh như Tân Phú, Định Quán, về vấn đề này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội ra soát trả lời ý kiến cử tri. Chương trình giảm nghèo bền vững được tỉnh Đồng Nai thực hiện từ năm 1994 đến nay đã gần 30 năm và đạt được nhiều thành tựu trong công tác giảm nghèo. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đều bố trí ngân sách để thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, y tế, giáo dục, tiền điện, tín dụng ưu đãi, v.v. Hỗ trợ hộ nghèo tham gia các dự án phát triển sản xuất cộng đồng phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp và hỗ trợ hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng, một số chính sách như hộ nghèo. Tân Phú và Định Quán là những huyện có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn so với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, số lượng hộ nghèo còn nhiều. Trên cơ sở chính sách chung của tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo từng năm, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và giao phòng lao động thương binh và xã hội là cơ quan trực tiếp thực hiện công tác giảm nghèo của huyện.